Xin chào khán giả của Yann News, mình là Tiên Tiên và mình đã sẵn sàng chiến đấu. Bị cờ tá đạo, nơi câu hỏi không đỡ nổi. Tiên Tiên là một hiện tượng nổi lên gần đây với những ca khúc được yêu thích như Giữ Em Đi, My Everything, Say You Do. Với mái tóc xù đặc trưng và cá tính âm nhạc không lẫn với ai, cô gái sinh năm 1991 này dần dần có thêm nhiều người hâm mộ. Và bây giờ, hãy nghe cô ấy vượt qua những câu hỏi bá đạo thế nào nhé. Nếu ngày mai ngủ dậy, mái tóc xù tự nhiên bị biến thành tóc thẳng thì sẽ thế nào? Thì ghê quá hả? Tiểu biết nữa mà thôi, chắc phải đi làm lại cho nó xù chứ biết sao. Cái đồ mới lại tên Tiên cũng bị điên điên. Còn Tiên thì sao? Từ lúc nha, lúc mà Tiên không điên mà chọc cho Tiên điên là lúc đó Tiên điên thiệt, là Tiên cắn á. Chấm mình điên mấy điểm? 6 trên 10, còn giữ lại 4 phần lý trí. Hành động điên nhất từ trước đến giờ là gì? Làm tay du ký nhảy từ tầng 2 nhảy xuống. Nhìn Tiên rất là tomboy, vậy tại sao âm nhạc lại rất nữ tính? Tiên vẫn là con gái mà, Tiên vẫn là cảm xúc của con gái mà. Nghe đồn á là Bảo Lộc có nhiều ma lắm, Tiên gặp ma nào chưa? Tiên nè, ai gặp Tiên cũng sợ hết trơn. Một con mũi mà bị dạy thì trên sao Hỏa thì khi xuống trái đất nó sẽ làm nhiệm vụ gì? Sao biết được tin này hay vậy? Ở nhà Tiên tên là Lăng Quăng, cho nên là con mũi đang tuổi dậy thì đúng không? Xuống trái đất để phá hoại mọi người, làm gì bo ve. Cảm giác đầu tiên khi nghe các bạn trẻ cover nhạc của Tiên? Thật sự thì những lúc mà vô tình thấy được các bạn cover mà khán giả hát lại thì Tiên cảm thấy họ rất là sáng tạo, họ hát không có giống Tiên chút nào hết, đó là điều Tiên rất là thích. Và một cái nữa đó là họ hát hay hơn Tiên. Nắng trong tim mình là nắng gì? Có làm đen tim không vậy? Câu hỏi này hay nè. Chính biết nắng trong tim mình là nắng gì? Hãy đón xem Biệt đội bá đạo phần 2 của Tiên Tiên vào 18 giờ chủ nhật tuần này, ngày 24 tháng 5 nhé.